우리 둘 만나고 헤어지는 모든 일들이 어쩌면 어린애들 놀이 같아 슬픈 동화 속에 구름 타고 멀리 나르는 작은 요정들의 슬픈 이야기처럼 그러나 우리들 날지도 못하고 울지만 사랑의 아름다운 빛깔처럼 phải lên đồi đi xem dân cổ về bên hồ nghe chưa hệ phóng mình sang chỗ đang đua bị chốt bê lên đồi ngành lượn một vòng hết phố cổ qua ba mây thằng hôm nay anh trên phố đang hustle với mấy gã tay no limit trên đôi bi tít đi săn mồi và bắt đầu flow right thôi cộng thêm bass stay. Chị làm về áo bomber đi ạ? À? Ok luôn này, hôm nay thì mình sẽ review 3 mẫu bomber với 3 chất liệu khác nhau luôn nhé. Đầu tiên là một chiếc bomber nhung tâm. Đây là mẫu áo mà mình được các bạn yêu cầu review nhiều nhất luôn ấy. Áo được may 2 lớp, lớp bên ngoài là chất vải nhung tâm dày dặn, chữ thêu cực kỳ đẹp và sắc nét nha. Có hai màu là màu đen và màu be. Mẫu này có form khá dài và rộng nên các bạn đấm lùn nên cân nhắc nhé. Thứ hai là một chiếc bomber chất vải kaki dày dặn, áo cũng được may 2 lớp luôn, chữ thêu nổi bật ở phía đằng trước áo. Áo này thì còn có cả hình thêu của hai bên cánh tay nhé. Có hai màu là màu đen và màu be nha. Cuối cùng là một chiếc áo bomber chất vải dù. Áo vẫn được may 2 lớp nhưng vì là chất vải dù nên áo khá mỏng và nhẹ, tuy nhiên là áo vẫn có khả năng chắn gió rất là tốt nha. Chữ trên áo là chữ in, áo có đến 3 màu là trắng xanh đen cho mọi người lựa chọn nhé. Hôm trước có bạn nhờ mình review cái áo này nên mình cũng đã đặt thử về để xem nó như thế nào. Đồ quốc tế nên phải 6 ngày thì mình mới nhận được. Áo chất nỉ bông mỏng chứ không được dày như mình nghĩ. Form áo hơi nhỏ cho dù mình đã đặt size to nhất rồi. Chất lượng in thì khá là ok, áo cũng không có chỉ thừa. Em này thì mình chỉ chấm là 7 trên 10 điểm thôi nha. Đây là khi mà mình mặc lên nhé. Xanh ngắt với môi nàng, đường phố dưới ánh trăng vàng. Thức trắng đêm mình nghe tiếng em. Dù rằng làn này em đến, giọng nàng là bài hát em. Nhẹ nhàng người cất lên, siêu lòng từng đêm mong mong. Bầu trời giờ là sân khấu, nụ cười người là ánh sao giữa đêm. I've been running from it, tired of running from it. Scared of feeling something, now I'm stuck here trying to get up out of this hole. I try to be strong, I try to make you work, but I've been feeling too numb. Skies are beating on me, why'd you leave me lonely? Đây là ảnh trên mạng và khi tôi nhận được, lúc đầu thì mình chỉ định đặt màu nâu thôi nhưng mà thấy màu rêu cũng xinh nên là mình đặt luôn cả hai màu ấy. Cái màu nâu hơi sáng hơn ảnh một chút và mình thấy là nó thiên về màu cam hơn. Áo chất nỉ bông mỏng nên là phù hợp mặc vào mùa thu nha. Quần là quần cạp chun có túi ở hai bên. Tuy là cùng một chất vải nhưng mình thấy bộ màu rêu cầm nặng tay hơn, dày hơn một chút. Form áo cũng rộng hơn bộ màu nâu. Mình thấy màu này khá là lạ. Nếu mọi người không thích màu sáng thì có thể tham khảo sang màu này nha. Những bộ như thế này thì mọi người có thể tách áo ra để mặc với quần dài khi mà trời lạnh hơn. Đây là khi mà mình mặc hai bộ lên nè. Rằng làng này em đến, giọng nàng là bài hát em. Nhẹ nhàng người cất lên, siêu lòng cùng em mong mong. Bầu trời giờ là sân khấu, nụ cười người là ánh sao.